trò chuyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại cùng gặp nhau trong chương trình trò chuyện đêm khuya. Chương trình được phát định kỳ vào 22:30 tới 23:00 tối thứ sáu hàng tuần. Và chương trình của chúng ta sẽ nhận các cuộc gọi tham gia của quý vị và các bạn từ lúc 21:00 đến 22:00 tối thứ sáu, tức là trước giờ lên sóng 1 tiếng đồng hồ. Quý vị có thể gọi đến số điện thoại 028 39 101 101 để đăng ký tham gia chương trình. Và với những trường hợp được chọn thì chúng tôi sẽ liên lạc lại để tiết kiệm chi phí điện thoại cho quý vị. Và như thường lệ thì tối hôm nay, chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai cũng sẽ là người đồng hành cùng với chương trình. Hy vọng rằng 60 phút của chương trình sẽ mang tới cho quý vị và các bạn những sẻ chia, những sự đồng cảm để mỗi chúng ta có thể rút ra bài học cho chính cuộc sống của mình. Ngay bây giờ thì cho Phương Huyền tiếp chuyện với vị thính giả đầu tiên của tối hôm nay. Alo. Dạ, alo, chị chào Phương Huyền. Dạ, xin chào chị ạ. Ừ. Dạ, chị, mình đang gọi tới từ đâu chị chào ha? Phương Huyền, chị chào cô Mai. Dạ, không biết là chị đang gọi tới từ đâu chị ạ? Chị ở thành phố Hồ Chí Minh, chị ở quận Bình Tân em ạ. Dạ, rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu câu chuyện luôn chị ha. Em nói lớn một xíu được không? Sao dạ. Chị nghe nhỏ quá. Dạ, chị nghe được không ạ? Chị nghe rõ chưa ạ? Ờ, rõ nhưng mà hơi nhỏ. Dạ, rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu câu chuyện luôn ạ. Chị thì chị quê chị thì ở Quảng Ngãi, mà chị hai vợ chồng chị thì vô đây là cũng từ lúc con chị còn nhỏ đó. Dạ. Vô đây con chị là chị vô đây cũng mười mấy năm rồi, thì hai vợ chồng thì cũng sống thì lo chí thú làm ăn chứ có gì, mà có cái mỗi cái là ông cả chị ổng hay khó khăn, với về lại ba má chị ổng cứ hay cằn nhằn. Dạ. Rồi nhiều lúc ổng nói chuyện xúc phạm chị quá à. Yeah. Chị muốn đi gặp cô Mai cho chị lời khuyên, với lại nhờ cô Mai tư vấn chị làm sao để cho nhà nó vui vẻ chứ. Hồi giờ chị thấy bao nhiêu lần chuyện gì là lớn nhỏ gì cũng toàn là xảy ra trong bên gia đình chị, mà cũng em chị thấy không có chuyện gì lớn hết trơn á. Yeah. Mà ảnh cứ khắc khe, rồi chuyện gì đâu bao nhiêu năm rồi ảnh cũng giờ anh nhớ có chuyện rồi anh cũng lôi ra anh nói, nên chị thấy khó chịu quá. Dạ. Yeah. Chị muốn gặp cô Mai, chị nghe đài nhiều lắm mà. Yeah. Chị nghe chuyện nào nó cũng giống chị hết trơn á, chứ chị nghe số nào chị cũng nghe hết á. Dạ. Chị cho Phương Huyền hỏi là hồi nãy chị nói là mình ở Quảng Ngãi vào lúc con còn nhỏ rồi, đúng không ạ? Chị vào là hồi lúc mà con chị còn nhỏ xíu, hồi đó thì còn đi ra đi vô, còn bắt đầu từ năm mà thằng lớn con chị nó học lớp 1 biết tới giờ là chị ở trong này luôn. Rồi giờ con chị nó học, nó ra trường, nó đã đi làm rồi em à. Con chị thằng lớn nay 23 tuổi rồi. Dạ. Mình có mấy bé chị ha? Chị có hai bé. Bé sau thì mấy tuổi rồi? Hai thằng luôn. Còn em nhỏ thì sau này thì năm ngoái nó học, nó thi đậu đại học kiến trúc mà nó học nó không thích, rồi năm nay nó thi lại học đại học kinh tế, rồi năm nay nó mới học năm đầu. Dạ, như vậy là hai đứa con thì cũng lớn hết rồi. Không, ổn định hết rồi. Làm ăn thì nó cũng ổn định. Dạ. Cũng có nhà, có cửa ở đây sống thì khá nhiều người nhìn vô thì họ cũng tưởng đâu là họ nghĩ là chắc hạnh phúc lắm. Mà chị cứ mỗi có buồn là ảnh cứ hay là phàn nàn bên gia đình chị, rồi mỗi lần nói vợ chồng hay dặn nhau là ảnh nói chuyện gì đâu đó, anh nói em chị thấy xúc phạm nhiều. Dạ, quá à. Dạ. Anh chị làm công việc gì chị ha? Hai vợ chồng chị thì chị chiên bánh giò cháo quẩy á, rồi đi giao mối với người ta đó em. Dạ. Nên hai vợ chồng làm ở nhà thôi, chiều tối là làm miết tới khuya cỡ 1-2 giờ sáng rồi ngủ xíu rồi đi giao cho người ta. Rồi cỡ 6 giờ là xong rồi về, hai vợ chồng cũng ở nhà nghỉ ngơi rồi tới chiều là làm cứ vậy. Dạ. Như vậy thì công việc của mình nó giống như là nó vừa nặng mà vừa nhẹ. Nói chung là nó không phải là quá nặng, nhưng mà đúng nó rồi, lại thì nó không nặng nhưng mà nó gò bó lắm em mà. Ngày nào cũng phải làm chứ không nghỉ. Mà như ảnh
thì ảnh lúc gặp bạn, gặp đồ, gặp đám tiệc thì ảnh nghỉ, ảnh không làm thì mình chị làm. Dạ. Thì ảnh nghỉ, ảnh đám tiệc ảnh phải không, hoặc là gặp bạn bè rồi ảnh đi chơi đi nhậu đi nhẹ thì ảnh Dạ. nghỉ, còn chị thì chị làm một mình. Mà mỗi lần Dạ. như mỗi khi mà ảnh đi nhậu đi đồ thì việc hai người, rồi một mình chị làm. Bữa nào ít thì con chị nó phụ, Dạ. còn nhiều thì chị mướn người khác Dạ. chuyên phụ cho chị trả tiền cho người ta. Dạ. Rồi bây giờ quay trở lại với chuyện mà chị nói là anh hay khó chịu và anh hay xúc phạm gia đình. Thì như vậy là bây giờ gia đình mình là ở trong này hết rồi hả chị hay sao? Ba má chị thì là kiểu cũng một cảnh hai quê, nhà cửa thì ngoài quê, còn vô trong đây thì cũng ở nhà thuê. Chị thì chị có nhà, nhưng ba má chị thì ở nhà thuê mà cũng ở gần nhà chị á. Rồi cũng chị thì chị hay tới hay lui. Mà mấy năm trước á thì tới, mỗi lần chị tới mà chị chơi, chị ở lâu lâu cỡ nửa tiếng là ảnh về, ảnh khóa cửa, anh nhốt, anh cho chị vô nhà. Mà mấy năm trước thì sau này thì hết rồi, hết thì Dạ. hết, nhưng mà cứ mỗi lần chị đi chợ ấy là sáng chị hay đi chợ, rồi chị ghé qua chơi một xíu rồi chị về. Mà có bữa là má chị bà nấu sữa thằng Thành đó, là chị hay qua chị lấy chai sữa, bữa nào chị cũng qua. Mà có bữa thì chị chơi, còn có bữa chị ghé qua chị lấy chai sữa rồi chị về liền. Mà nhà má chị với chị thì cách nhau có má có mấy trăm mét à, chứ không có xa. Dạ. Mà mỗi lần mà chị về cái là đi hơi lâu lâu quá, là ảnh kêu đi chợ gì lâu kia lâu nọ. Chị cũng nói cho cái thì chị ghé qua má chị chơi một xíu rồi chị về. Mà lâu lâu chị mới chơi chứ cũng không thấy là ngày nào chị cũng đi chơi. Dạ. Mà chị ghé chừng nửa tiếng hoặc Nhưng là mà 10 phút rồi mấy chị chuyện về này thì thôi. nó xảy ra lâu chưa chị ha? Mà không, hoài hoài vậy thôi, tới bây giờ cũng vậy. Là Còn gần từ đây á, từ từ bao lâu rồi? hầu như là hồi giờ nó vậy á. Dạ. Nhưng mà ảnh nói thì ảnh nói, nhưng mà chị vẫn cứ đi. Tại chị nghĩ thì bây giờ ba má chị thì đi làm trong này rồi cũng 1-2 năm nữa rồi về quê, mà chị mình thì mình sống ở trong này thì ở gần ở gũi, mình cũng tới đi lui cho ba má vui vậy thôi, chứ cũng không có tới mà làm cái gì. Dạ. Mà cái chuyện đó thì chị cũng không có than phiền gì nữa. Mà gần đây á, như hôm nọ cái con em gái chị nó sanh, cái nó nhờ đi rước con nó giùm. Mà từ nhà chị tới chỗ rước con nó thì đi 5 phút thôi, đi về 5 phút thôi, mà anh cũng cho đi. Và ảnh nhớ cái chuyện bà La hồi xưa, là hồi con chị cái thằng lớn nó học lớp 1 là năm nay cũng 17 18 năm rồi đó. Thì Dạ. hồi đó thì còn ở chung với lại gia ba ba má chị, ba chị với má chị, thì hồi đó ba còn ở ngoài quê. Tới cái con đó, con mà bây giờ sinh có người con rước á, thì còn ở hồi đó ở chung thì cha con cũng tiếng qua tiếng lại. Rồi cái đợt đó là nhờ đi, ý là cái con nọ đó là nó nói là ảnh nhờ đi rước con ảnh thì ảnh phải nói, chứ ảnh không nói năng gì hết, ý là đang kể đang Dạ tình với rồi nhau mà rồi em hiểu rồi, nó không và đi những cái rước. vấn đề mà nó cứ nhỏ 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 mà cứ nói chung là không có Thì bỏ vậy, qua ý mà có là có chuyện bao gì. nhiêu đó chị, em bao dạ nhiêu đó, mà bây giờ đó là ảnh kêu bây giờ nó nhờ đi rước con nó mà ảnh không cho chị đi. dạ Ảnh nói nó cũng mắc công có việc, mình cũng mắc công có việc, sao ảnh cho không cho em. Chị nghĩ nó, chị thấy lại chị thấy bất xúc quá à. Chị thấy cái chuyện nó không đáng, mà đi rước thì có 5 phút đồng hồ thôi mà ảnh không cho đi. Ảnh kêu thì chị mà đi là ảnh bỏ đi chơi, ảnh không làm. Rồi Dạ. rồi cái rồi chị kêu sao không 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 tình không nghĩa gì hết. Thì ảnh là ngược lại, ảnh kêu thì cái hồi kia con ảnh đi học rồi cũng không 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 đi rước, mà Rồi. mười mấy năm rồi. Chị cũng nói chị kêu thôi, vậy cái chuyện nó lâu rồi thì thôi anh Dạ, bỏ đi, bây trong giờ như đời vậy ai chị. cũng có sai. Dạ, mình sẽ gặp trực tiếp chuyên gia chị ha. Để mình trò chuyện với cô, mình sẽ tháo từng nút một chị nha. Rồi rồi chị Dạ, cảm dạ. ơn. Dạ, con mời cô ạ. Vâng, chào Phương Huyền. Dạ. Cô chào Dạ con. con chào cô Mai. Rồi, cô nghe con nãy giờ có vẻ có nhiều cái bức xúc. Dạ mà con thấy cái chuyện thì nó cũng không đáng, mà ảnh cứ ảnh cằn nhằn con, rồi ảnh xúc Rồi, phạm con, rồi ảnh xúc nếu phạm mà ba cô, má con. hồi nãy cô nghe hình như là không lầm là con là gốc là Đà Nẵng phải không ạ? Dạ không, con Quảng Ngãi thôi ạ. À, Quảng Ngãi, vâng. Thế thì hai vợ chồng con có cùng quê không? Dạ cùng cùng quê, cùng cùng xã luôn, mà chỉ có khác thôn thôi. Dạ, cùng xã, vâng. Dạ. Cháu lớn năm nay 23 tuổi đã đi làm được phải không con? Dạ con cháu nó đi làm rồi cô ạ. Ừ, cháu Nó có tốt ra nghiệp. trường, ra mới ra trường, nó đi làm được nay được 4-5 tháng rồi.
Dạ, cháu tốt nghiệp đại học rồi phải không ạ? Dạ không, nó cao đẳng thôi, nó tốt nghiệp cao đẳng chứ không có tốt nghiệp đại học, nó không học đại học, nó học cao đẳng. Cô thì cô ghi nhận điều này, tức là các con đã có hai cháu trai với một cái công việc nó rất là đơn giản nhưng cũng vất vả, thức khuya dậy sớm, đúng không ạ? Và như vậy đó là các con đã nuôi được hai cháu và mua được nhà riêng. Thì cháu học cao đẳng thì cháu cũng có công việc rồi, chắc là tốt rồi. Và cô cũng mừng là cháu trai thứ hai cháu chuyển cái ngành cho học, thế cho học ổn định thì cũng được rồi. Đó là những cái việc đó là mình thấy là về phần con cái là mình tạm yên tâm. Thế hai vợ chồng con năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Con thì con năm nay con 43 tuổi, 42 tuổi. Còn ông xã con thì năm nay ảnh 48 tuổi. Có những cái việc mà con phàn nàn đó là hai vợ chồng con nó không có cái gì lớn hết á, nhưng mà chồng Đúng rồi cô, con thấy không có lớn mà ảnh cứ ảnh cằn nhằn rồi ảnh xúc phạm con thấy cũng khó chịu quá đi chứ đúng thiệt tình là cũng rồi không thấy bây con nói giờ chuyện người lớn cho nên rồi bây giờ hai câu hỏi rồi con trả lời thêm cho cô rõ nha. Hay cằn nhằn vợ và bên gia đình vợ những cái chuyện nó nhỏ nhỏ thôi, cho cô hỏi thăm con đó là con hiện giờ đó, con nhớ xem cái hồi mà con tìm hiểu chồng con đó và bắt đầu lấy nhau đó, thì gia đình con với lại chồng con có vấn đề gì không? Dạ không, hồi đó thì ảnh lên rồi ảnh quen con rồi hai đứa tìm hiểu rồi rồi ba con cũng chấp nhận gả thôi mà chỉ hồi đó là ba con là cũng hơi ngại là cha mẹ ảnh thì già mà ba con thì trẻ tại con đầu còn ảnh là con cũng gần như út vậy đó là ông già chồng và bà già chồng con là còn già hơn ông bà ngoại con nữa đó À, tức nhưng mà là ba tuổi con tác cũng của xuôi gia đúng không ạ? nhưng mà ba con cũng hồi đó thì tại gia đình con là năm chị em gái lận cô à rồi ba con cuối cùng mới trẻ thêm ráng ráng theo miết rồi được cuối cùng được một cậu con trai sau này út đó chứ còn tới năm chị em gái là cho nên Dạ, cho cô thiệt sự hỏi là thăm đó là cái việc mà xuôi gia như vậy đó thì lúc đó ba con ngại ngần thôi chứ có nói điều gì? dạ không xuôi gia thì không có xích mích cũng không có bắt quà không có gì hết trơn đó cô Rồi vậy thì coi gia đình con là năm cô con gái và một cậu con trai. Thế khi mà tìm hiểu nhau thì bao lâu rồi con? Thì người mới cưới. tụi con quen cũng một năm mấy mà thật tình là thì cái hiểu cái tính ảnh thì hồi đó thiệt là con yêu ảnh là con còn nhỏ lắm con mới có 17 tuổi à mà rồi con quen ảnh rồi rồi hồi đó cũng chứng dại lắm cô cứ nghĩ là mình quen ảnh rồi rồi mà mình không ưng ảnh thì sau này rồi ai cũng biết mình quen ảnh rồi 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 rủi mình ở quá sao cứ nghĩ mình lớn rồi nhà mình cả bầy em gái mà rủi mình ở quá rồi con rồi em mình sao hồi đó ở ngoài quê nó khó nó khổ mà nó không có hiện đại như bây giờ cô ơi Cho cô hỏi thăm con là con thứ mấy trong nhà? con thứ hai con lớn nhất đó, và con cũng có chồng sớm nữa mấy đứa em con thì nó có gia đình sao trẻ hơn đứa nào cũng 20 tuổi hay mấy tuổi mới có gia đình còn con là Bây có giờ chồng thế sớm này con ha, tức là nhất do cái nhận thức về hôn nhân của mình đó, về tình yêu đó, nó không có đúng. Đúng không? Nhưng mà thật sự là con cũng thương ảnh mà ảnh cũng thương con chứ không phải là không thương. Em nói nhiều lúc con nói với ảnh là kêu nếu mà tôi không có gia đình á thì chắc là tôi với anh không có chuyện gì hết trơn á. Con Bây giờ cô nói thế này con là nha. người Tại vì con có nói là con yêu từ năm 17 tuổi và con suy nghĩ giản đơn là mình đã yêu rồi thì mình phải lấy thôi. Nhưng nếu mà mình không lấy là mình không lấy được người khác. nhưng mà không Thế không có chắc hiểu cô cái đang tính nói gia cho. trưởng của ổng. Thì cái khi mà con nói chuyện con yêu đó thì con bộc lộ một cái điều mà những người bạn gái trẻ khác á, người ta cũng sẽ thông qua câu chuyện của con. Cho dẫu rằng bây giờ nó hiện đại hơn nhưng mà cái gọi là tình yêu bao giờ nó cũng vậy thôi. Nếu mà mình không có những cái câu chuyện như thế này, đôi khi các bạn trẻ cũng không có rút kinh nghiệm đó. Và nghĩ về về cái tình yêu nó đơn giản như vậy, nhưng khi mình bước vào hôn nhân đó, mình thấy nó cũng bình thường. Tìm hiểu nhau hơn một năm rồi sau đó là cưới đúng không con? Và từ đó thì được mấy năm hạnh phúc? Nói chung là cái hồi lúc ở ngoài quê đó thì bình thường
Mà cái năm bắt đầu mà vô trong này á, thì đầu tiên vô thì ở chung với ba con, thì ảnh cứ hay cằn nhằn con, thì kêu là chuyện ăn chung ở lộn rồi, con thì không không ba con thì không phụ chuyện ăn rồi này nọ. Là hồi đó là ảnh có thành kiến Cách cái đây bao chuyện nhiêu vậy lâu? đó, là hồi hồi đó mà hồi con nó còn nhỏ xíu siêu á, là hồi năm nay là cũng 17 18 năm rồi đó cô ạ. Rồi, 18 năm mà lúc đó cha mẹ ông ở ngoài quê vào trong thành phố này và các con với cha mẹ có ở chung một thời gian. Và vì cái Dạ có việc mình ba ăn con à, chứ còn má con thì ở có ngoài mỗi quê ba nuôi con mấy thôi, em. rồi. Dạ. Thì khi ba con vào ăn chung như vậy đó thì chồng con nói là cái chuyện mà không có đóng góp gì hay sao? Dạ. Nhưng mà thật sự là có đóng chứ đâu phải là không. Hồi đó ở vô rồi cũng ai cũng khổ, đứa nào con cũng khổ mà cha cũng khổ, nhưng mà cha ba cũng phụ tiền ăn tiền uống cho con chứ đâu phải không. Ừ, Không mà rồi ở một hỏi thời gian thì chắc khoảng 1 năm thôi cô à, rồi sau này thấy dạ chuyện bất bình rồi lại đi dọn ra ngoài, con ở nhà trọ. nghe nha, cô hỏi con từng ý một để chúng ta tìm cách chúng ta tháo gỡ. 18 Dạ. năm trước ba con vào sống chung với các con và có đóng Dạ. góp tiền ăn tiền ở, nhưng mà tại sao chồng con lại không biết chuyện này? Là như là ví dụ như bữa nào đi chợ thì ba con ông phụ tiền đi chợ vậy á, mà con thì con nó có, mà ảnh cứ ảnh hay cằn nhằn vậy đó, chứ Dạ, cũng bây giờ có như đâu thế phải là này con không. ha. Dạ, bởi vì cô hỏi không có nghĩa là cô nói con đúng hay con sai, chồng con đúng Dạ. hay con sai, mà đôi Dạ. khi đó là cái cách các con. Đó, ví dụ như là ba con có đưa, nhưng mà con nó thì nói, nhưng mà nếu như khéo léo đó, thì con lấy những cái tiền đó ba con đưa đó, thì con cũng nói chuyện với chồng con một cách rõ ràng. Ba ơi, anh ơi, như vậy là ba có đưa tiền ăn, mà ba đưa bao nhiêu nè, thì con nói cho nó rõ, và thậm chí là miệng nói mà tay cầm tiền nữa cơ, tại vì mình biết tính cách của chồng mình như thế, mà con lại không có rõ ràng, cho nên ba con phải mang tiếng là coi như ở mà không có đóng góp gì, nhưng mà trong thực tế thì ba con có đóng góp, và cuối cùng vì những cái chuyện mâu thuẫn như vậy, cho nên ba con đã coi như là dọn ra ngoài ở, đúng không ạ? Đó, ba con dọn ra ngoài ở thì con thấy rằng là từ cái lúc đó là nó hình thành những cái gọi là cái xích mích. Nhưng mà ba con có chấp chồng con không? Dạ không thì xong rồi hết hồi rồi thôi rồi rồi mấy năm sau này thì có lúc thì cũng vui vẻ, còn có lúc thì mà ảnh rồi đa số là ảnh về nhà ảnh hay nhằn nhò con, chứ còn con qua bển thì con giấu hết, con không dám nói gì với ba má con bển hết trơn á. Bao lâu thì bà mẹ con vô? Tức là 18 năm trước thì ba con vào. Má Bao con thì lâu mới mới vô như vậy? khoảng 5 6 năm nay thôi cô ạ. Mà Dạ, tại mấy đứa như nhỏ vậy. kia nó học hành xong rồi nó đi vô trong này là má con mới vô. Dạ, thế bây giờ ba mẹ con vẫn đang ở nhà thuê. Dạ. Ba mẹ con giờ làm cái gì con? Dạ ba con thì ông đi phụ với thằng thằng em rể con, còn hồi kia đang đi làm bảo vệ, còn má con thì đi bán đậu hũ đưa nước đường đó. Bảo vệ bán đậu hũ. Nếu Dạ mà còn đi xét bán về đậu kinh hũ tế ba. đó, nếu xét về kinh tế thì con thấy là bộ chồng con khá hơn bố mẹ con phải không ạ? Dạ. Thế thì cái điều nữa là cô hỏi thăm là ba mẹ con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ ba má con còn trẻ lắm, ba con năm nay mới có 60 mấy, 60 65 mà, còn má con cũng 63 64 gì à. Như vậy đó, nếu xét về mặt hình thức theo căn ha, thì cái kinh tế gia đình vợ chồng con khá hơn là ông bà ngoại. Dạ. Chắc chắn đó là một cái điều mà mình khẳng định như vậy. Thì bây giờ đó là ba mẹ con ở chung với ai? Dạ ba má con ở riêng một mình nè. À vâng. Thế thì thỉnh thoảng con đi chợ con ghé qua đúng không? Dạ. Mà mỗi lần đi như vậy, về như vậy thì chồng con không có thích, không hài lòng. Dạ, ảnh kêu thì làm gì mà ngày nào cũng ghé, mà thì con ghé là con ghé lại con lấy chai sữa, là mái con mới nấu sữa đậu nành nó, con lại con lấy chai sữa. Nhưng mà cái chuyện đó thì thôi con Cái không có chuyện nói, đó nhưng đúng, con mà hãy nghe cô hỏi nè. Con cứ nghĩ xem là chồng con đã không có vui rồi, mà ngày nào con cũng ghé, có bao giờ con nghĩ rằng là chồng con nghĩ rằng là con có thể là giúp đỡ cha mẹ con bằng cách này hoặc bằng cách khác không? ảnh thì ảnh không có nói như vậy, nhưng mà ý ảnh cứ ảnh nói con thì muốn làm gì làm, muốn cho ai cái gì cho, mà thật sự là hồi giờ con cũng chưa có cho ba má con 1 đồng luôn á, mà con cũng không Cô biết con tin muốn con, làm cái gì nữa. cô vừa hiểu, cô vừa tin con.
Nhưng mà cô hỏi con là liệu chồng con có nghĩ rằng mỗi lần con ghé như vậy đó, bởi vì về kinh tế là bố mẹ con khó khăn hơn các con. Đó, nếu các con có phụng dưỡng cha mẹ cũng là điều bình thường, hợp với đạo lý thôi. Nhưng mà ở đây đó, cái cách mà chồng con không có vui từ cách đây bao nhiêu năm rồi, rồi bây giờ mẹ con lại vào, mà ba mẹ già thì ở gần mình, con chạy qua một chút không sao. Nhưng mà cái quan trọng nhất á là nhiều khi chồng con có thể nghĩ mà chồng con không nói rõ ra, và chính vì vậy cho nên chồng con cứ hay cằn nhằn là vậy đó. Đó, tức là không có nói rõ ra, và khi con sẽ về nhà ba mẹ con cũng không có nỡ nói với lại mọi người rằng là bây giờ đó là chồng con nghĩ cái gì nói cái gì, nên con giấu đó. Thì cô chỉ nói rằng là nếu mà con và chồng con thuận thảo thì chắc chắn là sẽ không có cái chuyện mà mình gọi là mình giấu, mà mình phải nói chứ, những cái điều tốt đẹp mình phải nói. Nó khác hơn là cái điều mà mình che giấu, thường là những cái điều không có tốt đẹp, và con cũng là đã giấu được như vậy để cho cái hòa khí giữa cha mẹ và con rể nó tốt, bởi vì bố mẹ con không biết chuyện gì. Nhưng mà thực ra là con nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ con nghĩ rằng là ba con đã phải dọn ra ngoài ở cách đây bao nhiêu năm đó, thì không phải là ba mẹ con không biết. Không, con tự đi, con tự đi, còn ở nhà đó thì để cho ba con ở, tụi con ra ngoài con ở, tụi con ra ngoài con mướn nhà khác con ở, chứ không phải là ba con đi. Thế thì bây giờ cô hỏi con là từ cái ngày mà ba con với mẹ con độc lập sống như vậy đó, thì có khi nào vì gần nhau như vậy đó, đó thì có khi nào chồng con chủ động nói rằng là mình chia sẻ giúp đỡ cho ba mẹ hoặc cái gì không? Thì không có thì cũng không phải là không có, mà có không thì cũng không phải là không. Như hôm đó ba con cũng về quê ông làm nhà đó, thì cha con Thuận Thảo thì ông cũng nói gì về nhà thì đứa nào có cái gì, đứa nào phụ gì được cho ba thì phụ, phải mới thì cái vị đó mà rồi nó té ra cái chuyện nữa là đứa nào lo được cho ba, đứa nào phụ được ba cái gì bao nhiêu thì phụ. Là hôm Tết các tụi con về quê là ở trên nhà ông già con, thì sau này hơi ra thiên đó ba con cũng làm nhà xong á, thì cái thằng em rể út á nó mới kêu thì thôi ba làm nhà xong ba ưng bộ bàn nào ba ra ba chọn đi con mua cho ba một bộ. Thì ổng ra thì ổng là ưng cái bộ bàn 40 triệu, thì ha, ở ngoài đó có ba đứa nhưng mà có hai đứa là nó kêu thôi thì ba chọn vậy thì thôi. Cả là cái hôm hôm ba con ở trong này á là con có nói với ba con là con kêu thôi thì ba làm nhà đi, rồi mấy thì để con cho ba bộ bàn giống như bộ bàn nhà con là 10 mấy triệu, mà con nói là con nói vậy chứ còn con kêu để từ từ rồi mình nói thì mình nói trước vậy chứ. Cả hôm nọ ảnh cũng nói vậy thì con nghĩ là chắc rồi để mình về mình nói mà ông ba làm nhà xong rồi mình hội ý với ổng thì mua cho ba bộ bàn vậy. Nhưng mà ba làm nhà xong thì ba nói vậy thì có thằng em rể nó mới kêu thì nó nói thì nó mua cho ba bộ bàn 20 triệu, thì ông kêu thì ba ưng bộ bàn 40 triệu đó. Thì ba mới kêu thôi chị Hai mà nó cũng nói vậy đó, thôi bay điện vô trắng cho nó đi hỏi thử không ấy, thì hai đứa bay hùng mua cho ba bộ bằng 40 triệu đó. Thì tụi nó điện vô đây cho con, thì con thấy cái tính cả con thấy tính ảnh nó thì cứ hai kia kia nọ nọ, cho nên là con kêu thôi thì ảnh nói hồi hồi về quê là ảnh nói là thế mà đứa nào có bao nhiêu thì phụ cho ba bấy nhiêu, chứ bây giờ mà mở miệng ra mà đòi hỏi vậy thì sợ nhiều lúc hồi kia rồi ảnh vui không có gì buồn rồi ảnh tát con, ảnh lôi ra ảnh nói kia nói nọ. Thì con mới không 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 nói với ảnh, con kêu thôi thì không ấy thì ba ông vậy thì hai đứa bay ở ngoài bay mua cho ảnh đây, là hai đứa ở ngoài nó mua cho ảnh bộ bàn đó, thì con cũng không nói gì với ảnh hết trơn. Thì sau này ảnh biết đó, thì ảnh nói sao kẻ đó thì vuốt mặt không nể mũi không nể ảnh đây kia nọ, ảnh không Rồi, không không sao cái gì hết. rồi Thì rồi bây giờ như thế này, chồng con chắc là cái chuyện là các em nó lo cho ba mà anh không có góp cái gì, anh chắc cho đúng không? dạ không phải là ha, ảnh là anh trách con là sao biết mà không nói với ảnh. Như vậy theo con thì con thấy có đúng không? Nhưng mà cả thì con nghĩ là hồi hồi tại hôm về quê đó là anh nói là thì đứa nào có cái gì thì phụ cho ba cái nấy, cho nên là con không có nói. Thì kêu thì để thì ba làm nhà Rồi xong mà bây chừng giờ mà như ảnh thế muốn này phụ đi cái gì con ảnh ha. phụ, chứ bây giờ đòi hỏi thì ảnh không ấy, cho nên cái ảnh nói ảnh đến nỗi thậm tệ ảnh nói con, ảnh nói ba con nó thì hồi kia ảnh làm nhà ba con đi ăn tân gia nhà đi không, mà bây giờ đòi hỏi cái gì
mà anh nói là nói thế chỉ có này con biết ha. nên con nghĩ con Dạ. biết cái buồn vậy á. Rồi, mình biết là chồng mình hay có cái suy nghĩ khác mình, nhưng mà cái cách con đặt vấn đề và con nói với chồng con cũng chưa có ổn. Dạ. Cho nên cái này đó là do cái suy nghĩ và ứng xử với nhau thôi con ạ. Dạ. Còn thực ra đó là chồng con vẫn có làm với con, rồi hai cháu nó cũng sống yên ổn, rồi nó cũng đi học, nó cũng làm. Và hiện giờ đó thì gia đình con nhìn thì thấy rất là yên ổn, có gì hết. Vấn đề quan trọng đây đó, cô hỏi một chút ha. Đời sống. Dạ, cô nói sao cô? Cái đời sống chăn gối vợ chồng của con có tốt không? Dạ, thì bình thường cô ạ. À, thì lúc nào hai vợ chồng ấy thì thôi, một hai vợ chồng vui vẻ thì cũng bình thường, chứ không có gì hết trơn. Rồi, bây giờ cô chia sẻ với con cái cách mà con suy nghĩ đó. Là chồng con dạ. hay cằn nhằn như vậy, nhưng mà ngoài ra thì chồng con có cái gì, ví dụ như đối xử tệ bạc với con, hoặc là có những cái gì mà làm cho con bất bình không? Hay là chỉ là cái cách nói năng, cách ứng xử thôi? Theo con cảm nhận thì con biết ảnh thương con, mà ảnh cũng lúc mà vợ chồng vui vẻ thì ảnh cũng thương con, ảnh cũng tốt với con lắm. Nhưng mà mỗi lần thì có chuyện là ảnh nói toàn là xúc phạm, ảnh nói con thấy con khó chịu quá rồi. Mà trong khi ảnh làm hỏi gì con cũng không rồi, không bây giờ không cô hỏi nè. Nhàn ảnh. Rồi khi mà con giận là con bất bình thì con cũng nói dễ nghe hay là mình cũng có những cái lời lẽ nó khác thường với lúc bình thường? Con là hồi con giận là con cũng nói, con cũng la lớn lắm, mà ảnh cũng la, rồi hai đứa cùng la luôn. À, cùng la luôn đó. Đó là cái mà con đang suy nghĩ, chắc con nói là lúc mà ảnh cứ cằn nhằn như vậy, bình thường thì con ấm ức, con chịu trong lòng. Nên tới lúc nào đó con không chịu được, thế là hai vợ chồng lớn tiếng với nhau. Và cuối dạ. cùng thì có giải quyết được vấn đề gì không con? Dạ không cô. Mà con biết là con cũng có khuyết, con cũng tệ. Một cái nữa là con nhiều lúc con muốn cởi mở cái lòng của con cho ảnh ái, nhưng mà sao kệ, sao con nói với ai cũng được, mà sao con nói với ảnh con không nói được. Dạ, nhiều lúc con muốn nhiều bữa đó con muốn lấy giấy ra con viết những cái gì con suy nghĩ trong 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 cái lòng con cho ảnh coi, nhưng mà sao con lấy ra con viết vài dòng rồi sau rồi con cũng tiếp cô. Cho nên là cô đồng ý với con ạ. À, khi mà mình chưa có nói được một cách đầy đủ với chồng á, đôi khi á, người đàn ông người ta cũng hiểu hết mình đâu. Con nghĩ đi, mình đâu hiểu hết chồng, mà chồng cũng chẳng hiểu hết mình. Cho nên cái việc mà con khó nói với chồng á, thì cô đồng ý là con hãy viết đi. Cứ viết những cái gì mà mình cảm thấy mình khó chịu, mình cảm thấy mình không hài lòng về chồng. Bởi vì thực ra đó, nhiều khi đó, cô nói con là chồng con hay cằn nhằn như vậy, nhưng mà mọi việc thì vẫn làm. Cũng không có phải là người bê trễ gia đình. Rồi con dạ. cũng cảm nhận được tình yêu của chồng đối với con. Đúng không ạ? Tóm lại dạ. là chúng ta đang có một cái suy nghĩ con cũng tốt. Không phải là con là người con mà lo cho cha mẹ như vậy là tốt thôi. Không có gì. Nhưng mà tóm lại là ông bà nội thì còn ở quê đúng không con? Ông bà nội thì mất hết rồi cô ạ. À. Mà không, thiệt tình là lo là chỉ có lo đến cái tinh thần thôi. Chứ còn thiệt tình là tiền bạc là con nghĩ ba má con còn trẻ còn làm được. Cho nên dạ. ba má con hồi giờ cũng chưa có cho ba má con một đồng cát nào hết trơn á. Mà anh cứ tối ngày anh cứ mà vui thôi buồn rồi ra hai vợ chồng ấy là anh cứ kêu muốn làm gì làm, muốn cho có ai cho. Mà cho cái gì cũng không, con hỏi cho cái gì thì cũng phải nói cho biết con cho cái gì, con cho ai là phải nói con cho ơi. Con nghe. Thôi, bây giờ cô nói với con điều này nhé. Dạ. Có lẽ là con cũng phải mở lòng con ra một chút. Suốt ngày con dạ. cứ nghe chồng nói rồi con chấp nhất á. Thì không bao giờ con giải quyết được vấn đề gì. Bởi vì thực tế con đâu có cho cha mẹ con gì đâu. Mà khi dạ. mình không cho thì tại sao mình cứ phải lo. Dạ. Mình đã biết tính chồng mình có cái cách mà hay cằn nhằn cử chỉ như vậy đó. Thì cái gì đúng á, mình sửa. Còn chồng nói cái gì không đúng thì thôi. Tại vì chồng con cứ nói mà. Ngoài ra cũng không có bỏ bê gia đình. Nhưng mà cứ hay nói như vậy đó. Mà người ta cũng không yên tâm ở chỗ là cô đang nói đó. Là con cứ hay đi đi về về. Đó. Và những cái việc con làm á, hay là kể cả hồi xưa mà ba con xa rồi đó, ba con nộp tiền cho con, đưa tiền cho con, mà con cái cách đó của con làm cho chồng con dễ ngộ nhận. Và cô đồng ý với yeah. con rằng là con cũng có những cái chưa có thực sự là hoàn hảo. Ví dụ như là con cũng có những cái lớn tiếng với chồng, rồi hai người cãi nhau, cãi kịch liệt nhưng mà không tìm ra giải pháp gì hết. Và chính vì yeah. vậy con mới gọi cho chương trình. Bởi vậy, dạ, bởi mới con thì con cũng không biết tâm sự với ai, mà con dạ, muốn biết cô cái hiểu. Này với ai.
nên con muốn nói điện họ điện cho tên chương trình là con nhờ cô cho con lời khuyên. Thì con cô chỉ nói với con điều này thôi để lo cho con con điều này ha. Cô nói với con điều này, cái thứ nhất á là khi mà người ta đang giận, ta nóng, mình nói lại có giải quyết được vấn đề không? Dạ, dạ không được. Nhưng đó mà cái hồi nguội rồi thì con lại không nói được. Có hồi con tức đó thì con nói, con la dữ vậy đó. Mà chứ có chừng mà hai vợ chồng dặn rồi á, là con nghe ha, dặn rồi là con không có giải bày, con không có tâm sự được với ảnh, con không có cởi cái lòng con ra được. Rồi, bây giờ cái thứ nhất con đã xác định rằng là khi mà hai người cùng nóng không giải quyết được vấn đề, rồi cái con im lặng, không nói gì nữa hết. Dạ. Đến khi mà nguội rồi đó thì con lại không nói. Không dạ. Nói thì người chồng người ta cứ tưởng người ta đúng. Cái việc mà mình nói là một sự nhịn chín sự lành, nhưng mà phải làm cho đúng. Mình nhịn lúc đó, nhưng lúc khác mình sẽ nói cho rõ ràng. Và con nói không được thì con viết. Đúng không ạ? Và con viết những cái rất là rõ ràng như vậy. Với cái tình cảm của mình như thế, mình cảm nhận được tình cảm của chồng và mình thấy những cái khắt khe của chồng như thế nào, thì mình cứ nói. Có thế chồng mới hiểu được, người ta mới sửa. Còn con thấy không, sống với nhau mấy chục năm rồi, sở dĩ mà cho tới bây giờ vợ chồng vẫn còn tồn tại hôn nhân là bởi vì so với những người khác, chồng con cũng không có đánh đập vợ, mà chỉ có hai cằn nhằn nói vậy thôi. Thì mỗi người một tính cách, có người ta nói nhiều, có người ta nói ít. Nhưng mà trong khi đó thì mình cũng phải xem lại coi là cái cách ứng xử của mình nó có rõ ràng hay không. Con nhớ là ông bà nội bây giờ không còn nữa, chỉ còn có bố mẹ con thôi. Mà bố mẹ con thì lại có thuận lợi ở gần. Cho nên con sắp xếp, ví dụ như là con muốn ghé, con thầm, con cứ nói rõ ràng với chồng con. Nói không được bằng lời thì viết thư. Đó, con tập cái đó đi. Và khi con giải quyết, con giống như hôm nay đó, cô biết rằng là có thể là cô chưa giải quyết được cho con điều gì. Nhưng ít nhất mà con nói theo chương trình, nói cho cô nghe, có phải là con nhẹ lòng không? Dạ. Đó, cho nên khi mà mình nhẹ lòng rồi đó, thì tự nhiên mình sẽ nhìn chồng mình bao dung hơn. Và khi con bao dung rồi đó, con điều chỉnh lại cái cách ứng xử của con, thì chồng con cũng phải biết nghĩ thôi. Tại vì cô không thấy là chồng con đến nỗi mà quá là tệ bạc đâu. Mà chỉ có một cái cách là nói giữa trời vậy đó. Đó. Trong khi đó thì mình á, lại hay chấp nhất. Mình để trong lòng, mình cứ lo lắng, mình suy nghĩ. Rồi mình nghĩ mình buồn. Cuối cùng không giải quyết được chuyện gì hết. Cho nên á, những cặp vợ chồng nào đó mà người ta hay nói chuyện với nhau, thậm chí người ta có thể mâu thuẫn, người ta có thể nói với nhau, nhưng mà rõ ràng sau đó thì người ta hiểu nhau hơn. Còn con á, thì lúc mà hai vợ chồng lớn lớn tiếng á, thì mình không nói được. Đến khi mà nguội rồi đó thì cũng không nói luôn. Tại vì cái lúc lớn tiếng thì ta nói những cái điều nó bực bội thôi, rút ra những cái điều nó chẳng hay. Nhưng mà khi mà chồng bình tĩnh rồi thì mình lại im luôn, không nói. Thì con thử xem nhé. Cô nói lại là bây giờ con thử hai cách. Một là con viết ra cho chồng con đọc. Hai là lúc chồng con bình tĩnh rồi, con nhẹ nhàng con nói lại, ở hôm trước nó như vậy đó anh, em như thế này nè, em ghé mẹ thì như thế này, vân vân. Và chi tiêu trong gia đình mọi cái em cũng rất là rõ ràng đó. Chồng đâu vợ đó mà, cùng làm chung việc mà. Sáng thì thức dậy thì vợ chồng cùng thức, rồi tối làm việc khuya thì vợ chồng cùng làm. Thế thì cô thấy rằng là ít nhất là con nghe nhiều chương trình thì con cũng thấy rằng dẫu sao là gia đình của con đó, nó vẫn cũng có một cái gì đó để có thể tiếp tục cái cuộc sống gia đình. Gia đình nào cũng có vấn đề của nó. Cho nên hai vợ chồng con thay đổi trước, có khi chồng con sẽ thay đổi theo. Chương trình đã dành cho con hơn nửa phần chương trình rồi. Như vậy thì con thử áp dụng cái điều mà cô cháu mình chia sẻ hôm nay, được không nào? Dạ, 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 con cảm ơn cô. Dạ. Thử xem rồi có gì thì gọi lại cho chương trình con ha. Dạ. Chào con. Dạ vâng, những gì mà cô trao đổi ngày hôm nay, thường thì Phương Huyền hay nói là khi mà cô trò chuyện thì rất mong là những thính giả được đăng ký giao lưu trò chuyện, mình sẽ dành thời gian để mình nghe cô hỏi nhiều hơn. Những câu hỏi của cô luôn luôn là cách để gợi mở câu chuyện cũng như gợi mở vấn đề, những cái điều mà mình đang gặp phải. Thì từ những gợi mở đó để cho chúng ta có thể tìm ra được cái hướng giải quyết trong câu chuyện của mình.
Và với những trường hợp như vậy thì mình có thể nghe lại kỹ hơn trên trang web của đài ở địa chỉ là www.voh.com.vn. Vâng, bây giờ thì cho Phương Huyền kết nối với vị thính giả tiếp theo ạ. Alo. Dạ, xin chào anh ạ. Alo. Dạ, anh nghe được Phương Huyền không anh? Dạ, nghe chị. Dạ, rồi. Dạ. Anh nghe rõ không ạ? Dạ, rõ. Dạ. Rồi, xin mời anh ạ. Mình sẽ bắt đầu câu chuyện anh ha. Dạ, em gọi đến từ Tiền Giang á chị. Dạ. Dạ. Ba mẹ em kết hôn này được 29 năm. Anh ơi, Phương Huyền nghe tín hiệu điện thoại của anh nó không được tốt. À, chị nghe rõ chị. Dạ, dạ rồi. Anh nói sát vào điện thoại giúp Phương Huyền nha. Dạ. Ba với mẹ em kết hôn được 29 năm á chị. Dạ. À, nhưng mà trong cuộc sống thì ba mẹ em thường xuyên gây gổ đó. Dạ. Thì, mẹ em thì bươn chải nhiều hơn ba em. Mẹ em thì lo, nói chung là nuôi em ăn học tới lớn á. Dạ. Hiện tại thì em đã có gia đình. Rồi đỉnh điểm thì khoảng năm nay thì mẹ với ba em ly dị á chị. Dạ. Rồi mẹ em thì có cậu em thì cho một phần đất riêng cho mẹ cất nhà. Dạ. Rồi khi từ đó thì ba em đó là chị, ba là nói chung là chửi, khi nói em là chú dục mẹ em, với ba em đi hôn. Dạ. Rồi tìm cách đuổi em ra khỏi nhà chị. Dạ. Rồi sinh ra chuyện là gái chú này nọ, gái chú rồi nói chung là đủ thứ chuyện hết. Rồi có lần được biết thì cách đây 2 tháng thì ba em nhậu rồi lấy cái chén chọi em đó chị. Dạ. Rồi em mới tức quá là em báo công an. Còn ra anh ơi. Dạ. Dạ xin lỗi anh nói một chút xíu là tín hiệu điện thoại nó lại bị chập chờn ạ. À, nghe rõ chị. Dạ. Mỗi lần anh hỏi Phương Huyền nghe rõ, anh có nghe bằng tai phone không ạ? Dạ không, em nghe bằng điện thoại bình thường. Dạ, anh nghe rõ, anh dạ. Nói sát vào điện thoại và giữ cái mức độ nó ổn định dùng Phương Huyền nhé. Dạ. Dạ, rồi anh nói mới đây là dạ, mới đây là ba anh lấy chén ném anh đúng không ạ? Dạ. Dạ. Rồi ba em lúc nào thì cũng muốn em ra khỏi nhà chị. Dạ. Tại vì ba em bây giờ là xúi dục là thì nhiều người xúi dục giống là ba em bây giờ là giống như là bị quen người này người kia tùm lum để giống như là trả thù mẹ của em vậy đó. Dạ. Nên là lúc nào cũng cảm thấy em là giống như là cái gì đó là dướng cản ba em, lúc nào cũng tìm cách đuổi em ra khỏi nhà rồi đòi bán đất còn chửi quá này kia. Bây giờ em muốn gặp cô tư vấn rồi, bây giờ em không biết em có nên khuyên ba em như thế nào hay là em bỏ nhà ra đi. Dạ. Anh nói là mình dạ. Mới kết hôn đúng không ạ? Dạ em kết hôn nay được 6 năm rồi chị. Kết hôn được 6 năm mà ở chung với ba dạ. Mẹ. Dạ em ở chung với ba mẹ, nhưng mà mẹ em thì hiện tại là đã nhà riêng như này rồi, em ở chung với cha em. À dạ. Nhưng mà ở chung thì ba em với em giống không nói chuyện với nhau nữa chị. Dạ. Giống như là gặp nói chung là không khí rất là nặng nề. Em về nhà thì chỉ rồi lủi thủi vợ con ăn cơm nước xong rồi chỉ đi ngủ thôi, chứ còn ngoài ra mình có mấy cháu anh ha? Dạ em có một đứa cháu gái chị. Bé mấy tuổi ạ? Dạ năm nay học mẫu giáo 6 tuổi chị. Dạ. Bà xã dạ. Anh với ba của anh thì như thế nào? Bà xã với ba em thì nói chung là ba em là mỗi khi chửi lên thì chửi vợ em luôn, mà giống như là trong cuộc sống thì vợ em thì vẫn lo cơm nước cho cha đàng hoàng. Nhưng mà ba thì nói chung là ba em đi về chơi về em chơi về xong rồi cứ kể chuyện các chú này kia rồi cho vợ em nghe, rồi vợ em nói về nó nói em, nhưng mà em cảm thấy rất là khó chịu mà em nói với khuyên ba em này nọ, mà ba em ổng cứ rồi xong bạn bè tới là coi như là nhậu thôi đêm trước sáng. Thì có lần nhậu thì em có lần nhậu khuya thì em nói thì giờ mấy anh khuya về cái ba khuya về để cho gia đình em ngủ rồi chị. Dạ. Rồi có gì sáng thì mình lại mình nói chuyện mình nhậu nhẹ tiếp. Lúc đó ba em chửi em, nói chung là kêu em mày tao rồi chém rồi giết em chị. Dạ. Nên là cảm thấy không khí gia đình của em giờ rất là nặng nề. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ gặp cô anh ha. Dạ. Dạ. Xin mời cô ạ. Vâng. Cảm ơn cô Huyền. Dạ. Cô chào con. Dạ. Dạ con chào cô ạ. Dạ nãy giờ cô nghe con gọi từ dạ. Tiền Giang phải không? Dạ con gọi từ Tiền Giang cô. Dạ. Năm nay thì con nói là ba mẹ con kết hôn 29 năm. Dạ. Ba mẹ con ly hôn bao nhiêu lâu rồi con? Dạ được năm nay rồi cô. Một năm rồi. Dạ. Ba mẹ con được mấy người con hả con? Dạ ba mẹ con thì có mình con rồi cô. Dạ.
Lý do làm sao mà có mình con có biết không? Tại vì mẹ con nói là cuộc sống mẹ khổ quá rồi, mẹ sợ sinh con quá rồi. Tại vì lúc con sinh con ra thì ba không có phụ nuôi nấng, cha con hồi xưa thì cũng quýnh bài này nọ con. Dạ, như vậy là rõ ràng là vì cái hoàn cảnh gia đình cho nên là mẹ không sinh nữa, đúng không ạ? Dạ. Thế thì cô hỏi thăm con là cái tuổi thơ của con khi con lớn lên á, cái bầu khí gia đình cho tới bây giờ ba mẹ con mới ly hôn mà, thì con đã được năm nay là con bao nhiêu tuổi rồi mà? Dạ, con 28 tuổi rồi con. Dạ. Thì vợ con năm nay được bao nhiêu tuổi? Dạ, mẹ con tuổi thân. Vợ con á? Vợ con thì... Dạ, con đang được 27 con. Dạ, hai vợ chồng con hơn nhau 1 tuổi. Còn cha mẹ con thì năm nay bao nhiêu tuổi? Cha con thì 55 tuổi. Mẹ con thì năm nay là 50 rồi con. Dạ, vâng. Mẹ con đang làm công việc gì không? Dạ, lúc trước thì mẹ con buôn bán. Mà bây giờ thì khó khăn quá thì mẹ con bán giấy số con. Dạ. Cũng ở gần nhà con, cậu con ở gần nhà con. Tự lập ha, bán giấy số. Dạ. Ở với cậu tức là anh hay em mẹ? Dạ, em của mẹ con, tức là cậu con cất nhà riêng cho mẹ con luôn. Dạ, cậu em, tức là có nhà riêng. Dạ, dạ. Nhà có rộng rãi không con? Dạ, rộng cô. Dạ, cách xa mấy cây con? Dạ, cách nhà con khoảng cỡ cây số cô. Dạ, 1 cây thôi. Dạ, dạ. Còn ba con thì bây giờ làm gì? Ba con thì lúc trước thì không có chịu làm hết thời gian, mà nói chung là ba con suốt mấy chục năm nay thì ba con không có chịu đi làm đâu đó. Mẹ con thì... Nói như là không có làm việc. Dạ. Dạ, mẹ con thì bươn chải, nói chung là con thì rất thương mẹ con. Nhưng mà ba thì con cũng thương ba, nhưng mà mẹ thì mẹ lo nhiều hơn. Rồi cái... Rồi sau này mấy con chuyển biến ba con với ba con gây lộn đó con. Dạ, chắc cô hỏi thăm nhé. Cô hỏi thăm là trước cái tuổi thơ của con có vui không? Dạ, cũng không vui cô. Dạ, vì sao? Mẹ con, ba mẹ con thì lúc mà con khoảng học lớp 5 á con. Dạ. Giờ, ba mẹ con thì gia đình khá giả lắm, mà sao cha con chuyển qua bên bài ăn chơi rồi đó. Cái từ đó tôi lên thì gia đình khó khăn. Năm lớp 5 con 12 tuổi thì con bắt đầu ở nhà mình. Ba mẹ đi làm thuê. Rồi cái bạn có nhà mình với bà ngoại khoảng tới 4 năm thì ba mẹ về để làm ăn lại thì cũng lỗ lã nữa. Rồi xây ra mâu thuẫn tự cãi rồi. Nói chung là trong nhà là một tuần lễ là khoảng tới 3 ngày là chỉ lọt. Mâu thuẫn liên tục. Dạ. Con cảm thấy mệt nặng nề. Dạ, nặng nề hả con ha? Con thấy rằng là một cái cuộc sống mà khi mà cha mẹ không có thuận hòa. Dạ. Rồi cái người chồng trong gia đình đó không có chuyện thì mẹ con khổ quá, cho mẹ không có sanh thêm con. Đó là một quyết định sáng suốt. Con á, thì lại lớn lên một cái tuổi thơ không có bình an. Và từ một gia đình khá giả trở thành một cái gia đình không có bình ổn. Và bản thân con thì con cũng thấy rằng là mẹ con gồng gánh lo lắng mọi thứ để mà có thể nuôi được con. Giờ con lớn rồi, hai vợ chồng con đang làm công việc gì? Dạ, con đang làm quản lý cho công ty nước ngoài, công ty Mai. Quản lý vợ con thì vợ con thì ở nhà chăm con với nấu rượu với nuôi vịt đó con. Tức là vợ chăn nuôi. Dạ. Kinh tế con đủ sống không? Dạ, kinh tế thì chồng con thì ổn con, tạm ổn. Dạ. Thế hiện giờ con có phải nuôi nấng ba con không hay là sao? Ba con thì bây giờ là ba con là mỗi ngày chị đi làm. Tại vì lúc trước ba con nghe lộn với con. Sau thời gian không nói chuyện. Không nói chuyện xong rồi con thấy ba con. Con thấy giờ không lẽ cha con thì cứ như nước đi nữa hoài. Thì con cũng bắt đầu nói chuyện lại với ba con. Bắt đầu nói chuyện lại xong. Hiện giờ ba đi làm gì con? Để cha con về đi làm hồ. Dạ, bây giờ làm thợ hồ. Trước đây thì không làm, nhưng bây giờ thì làm. Tại vì trước đây ba con chơi quá rồi, chắc bắt đầu con không cho tiền xài nữa. Bắt đầu ba con đi qua là chính trị con, chửi bới này kia rồi. Bây giờ ba con... Đi làm thợ hồ, nói khác hơn khái quát một điều này. Là mấy chục năm đó mẹ con là người gồng gánh. Còn ba con không làm gì hết. Bây giờ sau khi ly hôn rồi,
thì ba con bắt đầu đi làm khi mà con không có trợ cấp, không có chu cấp cho ba con nữa, đúng không? Yeah. Đó là con thấy là ba con đang đi làm, nhưng mà cái sinh hoạt tiền nong của ba con á thì dành cho những cái sinh hoạt mà như con mô tả là cũng có nhiều người phụ nữ khác nữa, đúng không con? Con để nguyên cái, cô xin lỗi con để cái máy đó, đó cho nó đừng có bị xê dịch các con. Thì dạ, con dạ. Nghe cô nghe rõ đó, bây giờ cô nghe dạ. Đừng xê dịch nữa, hãy cố định như vậy nha con. Thế dạ. Thì bây giờ đó là ông chịu đi ra đó, dạ, như thế là bây giờ mẹ không có lo cho ba con, rồi con cũng cắt trợ cấp, cho nên là ba con đã chịu khó đi làm. Thế thì đó là cái sự tiến bộ ha, mình phải ghi nhận cái đó. Riêng bây giờ đó thì con có nói là con và ba con đang mâu thuẫn, và có một cái chuyện mà hình như có chuyện đất đai gì nữa phải không con? Dạ, ba con thì lúc đầu lúc giống như là lúc con lúc mà mẹ con mới đi vậy á, rồi con nói ba con thời giờ là con đang chăn nuôi á con. Dạ. Con dịch thêm thì con tính mở rộng ra, cái con mượn tính mượn ra được nói thôi ba vay khoảng cỡ 10 triệu đi cho vợ con chăn nuôi, rồi có gì con vài tháng sau con trả lại. Cái ba con trong lúc tỉnh thì ba nói sáng cái đầu sáng cái ba con la tùm lên, nói con xin lỗi con dùng cái từ đó luôn nha con. Thôi dạ, đừng ba. Nhắc chuyện cho nó, chỉ cần nói là nói không dễ nghe thôi, đúng không? Dạ, nói dễ nghe, nói là dung là nội dung nói là dạ nói là tao không phải là nít đâu, là muốn dai 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 phải trả phải dai thì không. Rồi, tôi hiểu rồi. Dạ. Rồi xong rồi cái ba con đem đi dai, bây giờ là đi dai xong rồi cái lấy tiền đi chơi này, đi chơi bời này kia rồi giờ cũng hết tiền, cũng gia đình con cũng đang mắc nợ. Rồi xong rồi cái mấy cô con thì cứ dập tới là nói đuổi nó ra khỏi nhà này, nói chung này kia cô. Để cho thoải mái này nọ. Rồi cái... Cô hiểu ra. Dạ. Bây giờ đó cô hỏi con điều này nhé. Cái điều mà con nặng lòng nhất và con muốn hỏi cô là cái gì? Dạ, bây giờ con muốn hỏi cô là con không biết con cảm thấy tình cảm của con với ba con không có hàn gắn lại được nữa. Con cảm thấy trong lòng con có một cái gì đó nó có khoảng cách lớn lắm, không giống như là hồi xưa nữa. Giờ con gặp ba con sao con cũng không nói chuyện được nữa. Bây giờ con không biết là con có nên sống với ba con nữa hay là con để cho ba con để lại nhà cửa ba con, con ra ngoài con ở. Dạ, con nên ra riêng không? Vợ con có nói gì không? Có ý kiến gì không? Dạ, vợ con thì cũng buồn. Dạ. Cũng không biết kiến gì, nói chung là vợ con thì theo con hết. Dạ, rồi. Bây giờ cô nói với con điều này. Không ai có thể chọn được cha mẹ của mình. Dạ. Con đồng ý không? Dạ. Đó. Cho nên bây giờ đó thì có những cái chuyện mà con thấy gia đình nào cũng có vấn đề. Dạ. Nếu như khi nãy mà con nghe cái người phụ nữ, cái cô đó, cô nói về gia đình cô, thì con đã thấy rằng là một hoàn cảnh khác. Và gia đình mình thì là một hoàn cảnh khác. Bây giờ đó thì cô chỉ chia sẻ với con điều này. Vì mình không chọn cha mẹ được cho mình, cho nên cha mẹ sinh ra thì mình vẫn phải giữ một cái đạo hiếu. Ha? Vì mình không làm gì khác thêm được hết. Và chính cái chuyện khi mà ba mẹ con buộc lòng và chia tay đó, thì con vẫn chọn cái thái độ con ở lại với ba. Và hai vợ chồng con đó thì đã có một cái cách sống mà coi như vợ con làm dâu trong 6 năm nay thì rõ ràng là các con cũng đã rất là thiện chí và cũng rất muốn làm cái đạo hiếu cho nó vẹn tròn. Tuy nhiên thì nó có nhiều cái hoàn cảnh khác nhau con ạ. Cô chỉ mong con mấy điều. Điều thứ nhất là có thể buồn, có thể giận, có thể gì đó, nhưng mà ba vẫn là ba, cái này mình không có thể thay đổi được, đúng không? Đó, thì bây giờ đã có mấy vấn đề mà ta cần chia sẻ với nhau. Một á, là con tránh đừng bao giờ để cho con gái con phải chịu những cái gọi là cái nặng nề như tuổi thơ của con. Đó, làm sao để cho con em, cho cháu nó không có bị những cái bất hạnh như con. Đó, ít nhất là ba mẹ, hai vợ chồng con đã có những cái thuận hòa, thống nhất với nhau được, và cố gắng giải quyết tất cả những cái gì có thể nó xảy ra, nhưng mà đừng để cho con mình nó phải chịu những cảnh khổ cực như vậy. Thì đấy là con phải rút kinh nghiệm từ cuộc đời con.
Đó, thì cái ý thứ nhất mà cô nói với con như vậy. Ý thứ hai cô lại nhắc lại, con đã có con rồi thì con phải hiểu rằng là dù cho ba con so với cái trách nhiệm gia đình ấy, thì mẹ con nặng hơn, nhưng mà con cứ nhớ rằng dẫu sao chăng nữa thì bà vẫn là bà. Cho nên con có thể là không có thuận hòa với ba, có thể con cũng không thích ba, nhưng đó vẫn là ba con, và đó cũng chính là ông nội của con, của cháu con, của con đó, con của con đó. Cho nên á, cái hệ thống trong cái đạo lý gia đình đó, mình không thể thay đổi được. Có một câu hỏi mà con nói đó, là vợ chồng con đó, có một cái dễ thương là con sao thì vợ con đi theo, chứ cũng không có cãi lại con. Thì đó là cái thuận lợi, và hy vọng rằng là con của con sẽ được hưởng cái phúc để mà được sinh ra trong một cái gia đình thuận hòa. Cái việc mà hiện nay vợ con chăn nuôi đó, rồi con thì đi ra ngoài làm, và kinh tế của tụi con ổn định, thì bây giờ con suy nghĩ thế này. Một đó, là con đừng bao giờ có một cái gọi là suy nghĩ để mà chia gia tài, đất đai hoặc cái gì đó. Bởi vì thực ra cái đó là mình không có suy nghĩ. Bởi vì nếu con không suy nghĩ cái đó thì mình sẽ rất là nhẹ nhàng. Nói con ha. Bây giờ vấn đề còn lại. Dạ, tôi nghe. Dạ. Nhưng mà con suy nghĩ là bây giờ con, nói chung con thức đêm đắn đo cũng nhiều lắm. Giờ con suy nghĩ là giống như là giờ con đi thì vẫn được, nhưng mà bao nhiêu năm nay mẹ con gầy dựng rồi, mẹ con ra đi là tay trắng luôn, mẹ con không chia chác, không lấy gì hết, chính là mẹ con để lại cho con. Nhưng mà con cảm thấy là con ra đi thì con không thể nào để cho là giống như là người phụ nữ khác, hay là thấy là người ta vô người ta lấy, tại vì công sức của mẹ con rất là nhiều. Nên là con cũng cô hiểu lòng con, cô thương con, thương mẹ con. Nhưng mà bây giờ con phải đặt vấn đề này nè. Nếu như vì cái vật chất mà con nấm níu, đời sống tinh thần của con có thoải mái không? Dạ không, nặng nề lắm cô. Nặng nề. Con vừa là áp lực ở công ty, về gia đình nữa. Rồi, nặng nề. Và khi con nặng nề thì vợ và con có được hưởng hạnh phúc không? Dạ không. Đó, chính vì vậy cho nên cô nói với con rằng là con suy nghĩ xem. Nếu con nấm níu cái chuyện này thì ảnh hưởng đến đời sống vợ con, con thì con suy nghĩ thế nào, cái giá nó như thế nào. Bởi vì mẹ con nó là một người phụ nữ, nếu tính là chi ly đó thì mẹ con sẽ là cái người giữ cái của cải đó. Nhưng mà mẹ con bỏ ra đi tay trắng, cái nỗi mà may mắn là cậu con còn cất nhà cho mẹ con, tức là mẹ con thà là như vậy. Bây giờ con thương mẹ con, nhưng mà con lại bị vật chất nó chi phối, mình muốn giữ lại cái đó. Thế cô nói với con, người quan trọng hơn là của con ạ. Mà nếu như ba con bây giờ mà bán được hết, bán tất cả đi, thì sau này khi mà không còn nữa thì đó là cái giá ba con phải trả. Bởi vì người ta chỉ có thể đến cô xin lỗi, những người phụ nữ họ có thể đến với ba con là vì thấy ba con có của cải. Chứ một khi mà đã không còn của cải thì như thế nào? Chắc là con biết rồi. Cho nên cô chỉ nói với con rằng là con phải cân nhắc mấy ý con ạ. Và những điều này con cần phải bàn bạc với mẹ con, với vợ con. Đó, để con lắng nghe mẹ con xem như thế nào. Tại vì con nói con xót mẹ con mà. Đó, thì con hãy nghe lời ý kiến của mẹ. Cái thứ hai con đừng bao giờ quên là trao đổi với vợ con. Giờ cái việc rất là thực tế như vậy. Đó. Tức là bây giờ mình có nên ra riêng không? Và nếu như vợ con cũng thống nhất với con, bởi vì cái việc mà con đang ở hiện nay đó thì cái nặng nề vô cùng về tinh thần con. Và cô đang nói lại là cháu bé bây giờ chuẩn bị sang năm là cháu lên lớp 1 rồi, đúng không con? Dạ. Cháu sẽ nhận thức và cháu sẽ hiểu được những cái điều xung quanh xảy ra. Con cứ tưởng tượng coi là con với ông nội nặng nề như vậy thì cháu nó làm sao mà nó vui được. Chứ chưa kể là có lúc con bị áp lực á, con quát thằng cháu thì sao? Đó, cho nên con suy nghĩ đi. Và cô nghĩ rằng là cần phải hỏi ý kiến mẹ con. Và cái quan trọng nữa là nếu như mà tụi con chưa có điều kiện ra riêng thì tụi con có thể tìm một cái cách nào đó thuê tạm. Đó, miễn là mẹ con vui, vợ con vui và con nhẹ nhàng. Còn có mình thì còn có thể tạo ra được vật chất. Mà cô thấy vợ con làm dâu tốt, hiền thục. Dù ba con thì cũng có chuyện này chuyện kia,
nhưng mà mẹ vợ con thì lại rất là yên ổn để mà làm tròn cái phận yêu con. Và đó chính là cái sức mạnh của gia đình con đó. Dạ, nhiều lúc con cũng suy nghĩ, con cảm thấy như ba con là không có thương con giống như ba con thương bạn của ba con nhiều hơn. Vì con cũng suy nghĩ như cô ra riêng rồi, mà một khi con cảm thấy trong lòng con không biết như thế nào, con ra riêng thì con sẽ không có quay về nữa, cũng không có nhìn ba con nữa. Ừ, hai chuyện khác nhau. Con không biết con suy nghĩ vậy là đúng hay là sai. Đó, cô Mai đang nói với con nãy đó. Dạ. Là bây giờ đó, con đã là có con rồi. Con rất là lo lắng cho con mình, đúng không? Dạ đúng. Có thể hy sinh tất cả mọi cái cho con, đúng không? Dạ. Đó, thế bây giờ đó là cái phận mình làm cha là như vậy. Nhưng con làm con thì cô nói lại là ba con có những cái suy nghĩ khác con. Thì con chỉ dừng ở đó thôi. Dạ. Chứ con không thể nào nói rằng con không nhìn ba. Hai chuyện khác nhau con ạ. Bởi vì huyết thống chảy trong người con không muốn từ ba con cũng không được. Và đó là cái chuyện mà nó gọi là nó không đúng với cái đạo gì. Ba thương mình thì mình được hưởng. Ba không thương và xử sự với mình như vậy thì đó là hoàn cảnh mình đành phải chấp nhận. Nhưng mà mình nói rằng là không, bây giờ mình một bước mình đi ra, không bao giờ mình trở lại. Thì xét về mặt đạo lý đó là không ai ủng hộ con hết. Đó. Con chỉ có thể là không có thăm thường xuyên, nhưng nếu ba con có vấn đề gì thì con vẫn phải quan tâm. Đó. Còn cô nói lại, bởi vì bây giờ con buồn con nói vậy thôi. Chứ một lúc nào đó con nghĩ xem con an vui, vợ con an vui hạnh phúc và cháu nó sống vui vẻ, thì đôi lúc mình sẽ chạnh lòng, mình nghĩ là cha mình thế này, mẹ mình thế kia. Và cái đặc biệt là hiện nay đó là mẹ con là một cái người xứng đáng để mẹ con có coi như là được hưởng cái phúc mà thấy vợ chồng con sống sung sướng hạnh phúc, thì chắc có lẽ là mẹ con cũng vui và mẹ con sẽ thấy có những cái điều mà gọi là nó được thỏa nguyện. Cho nên thay vì mình về thăm ba mình thường xuyên thì con tăng cường thăm mẹ con thường xuyên, và nếu như mà có điều kiện thì có khi tụi con lại phụng dưỡng mẹ đấy. Mẹ con thì con từng nào cũng vô á. Thế thì mình không có thể ở riêng, coi như là ở riêng thì hai vợ chồng con có thể có điều kiện, đúng không ạ? Còn nếu như mà về ở chung với mẹ thì có điều gì mà khó khăn không con? Dạ chung mẹ con thì không có gì khó khăn con. Mẹ con có sẵn lòng không? Dạ có. Mẹ con thì mẹ con lúc nào cũng hy vọng, mẹ con lúc nào cũng nói đợi con có vợ có con đàng hoàng rồi mẹ con ra đi. Mẹ con nói là nay chắc mẹ con nói là đến thời điểm này là mẹ con đã làm được chuyện đó. Dạ. Dạ khi mà mẹ con. Dạ. Con khi mà mẹ con. Dạ. Con cứ nói đi. Dạ khi lúc mà cha mẹ con đi dị với cô, con cũng khuyên ba con nhiều lắm. Nói giờ ví dụ như ba mẹ không có tình duyên nữa thì con sẵn sàng ủng hộ cha mẹ. Ví dụ như trong cuộc sống như thế nào, ví dụ con sẵn sàng chấp nhận mẹ kế hay là ba kế hay gì đó. Mà con nói con khuyên ba con nhiều lắm, nếu mà con dành cái thời gian lúc mà mẹ con ly dị, ba con thì cũng buồn, nói chung là cũng buồn. Con khuyên ba con là nói chung là tới khuya tới 12 giờ cũng vẫn ngồi nói chuyện với ba con nữa. Thì ba con sao ba con rồi nghe lời bạn bè rồi về bắt đầu quậy con. Bây giờ như thế này con ha, thời gian kết thúc rồi, không có còn nhiều nữa đâu, chỉ còn một chút xíu nữa thôi. Cô chỉ nói lại với con là bên cạnh con có mẹ này, có vợ con, có con của con nhé. Và con thấy rằng khi con đưa ra quyết định ra riêng mà mẹ con ủng hộ, vợ con ủng hộ, thì còn lại là vấn đề là ở với mẹ hay là ở riêng thì các con bàn bạc và trao đổi với vợ con nữa. Còn đối với ba con hiện nay vẫn còn khỏe mạnh, cho nên cái việc con ra riêng cũng đôi khi cũng có thể làm cho ba con nhẹ nhàng. Và việc thăm nom á thì cái chuyện nó trong tầm tay của mình thôi. Cho nên cô chúc con là với một cái người con có nhiều cái trách nhiệm trên vai như vậy, thì con hãy làm sao đó để tạo lập cái gọi là cái gia đình nhỏ của con an vui, để mà vợ và con nó được hưởng phúc, và mẹ con sống cái tuổi già đó, mẹ con sẽ cảm thấy an vui hơn với cái tổ ấm của con nhé. Dạ. Vâng, xin cảm ơn cô, cảm ơn những chia sẻ của cô, và mong rằng tối hôm nay thì qua phần trò chuyện vừa rồi anh cũng sẽ
có một đêm mình ngủ thật ngon cái đã, rồi mình sẽ suy nghĩ lại, nhớ lại, nghe lại tất cả những điều cô đã trao đổi cùng với mình hôm nay để tìm ra hướng đi cho gia đình mình anh nha. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những chương trình sau.